Một cái câu hỏi mà rất nhiều bạn hay hỏi với mình đó là ra khởi nghiệp, em muốn ra khởi nghiệp mà em không có tiền, em không có vốn, hoặc là em đợi mình có tiền rồi em mới ra khởi nghiệp. Và cái câu hỏi này nó làm cho bạn nói như thế nào ạ? Nó làm cho bạn bị trì hoãn lại. Và cái này là cái điều đáng tiếc nhất mà mình gặp nè. Hồi xưa mình ra khởi nghiệp mình cũng đâu có tiền đâu. Để mình kể cho bạn một cái câu chuyện rất là rõ ràng này để các bạn hình dung. Cách đây vài ngày thì có một bạn đi từ dưới Đồng Nai lên và gặp mình, và bạn sẽ nói rằng là em muốn ra khởi nghiệp về ví và bóp da các bạn à. Tuy nhiên là mình nói cái mặt hàng này được á, em hãy bắt tay tao làm. Em mới nói là em không có tiền, thì mình mới hỏi rằng là vậy thì theo em thì bao nhiêu tiền thì đủ. Bạn nói em cần 150 triệu để khởi nghiệp cho cái vấn đề này. Thì mình mới hỏi bạn lại tiếp này, vậy em cần 150 triệu để em làm việc gì? Em cần phải mướn cho mình mặt bằng, em phải trang trí cửa hàng, em cần phải có hàng mẫu rồi ABC, thì toàn bộ cái đó là 150 triệu. Mình lại hỏi tiếp các bạn này, vậy thì một cái người mà ra kinh doanh á, một người ra khởi nghiệp á, thì chúng ta làm cái công việc là chúng ta đi kiếm tiền về cho doanh nghiệp mình, hay là chúng ta tiêu tiền ra khỏi doanh nghiệp mình? Bạn nghĩ một hồi là cái một người kinh doanh thì phải kiếm tiền về cho doanh nghiệp mình chứ. Vậy thì hồi nãy á, khi mà em nói rằng là em mà mướn mặt bằng, em sắm tủ, em làm shop rồi, thì những cái hành động đó là cái hành động đang chi tiền hay hành động đang kiếm tiền nhỉ? Bạn nói cái hành động đó là hành động chi tiền. Vậy thì mình hỏi, vậy cái hành động đó có phải là hành động của một người ra kinh doanh không? Bạn nghĩ một hồi, thì em phải chi ra cái đó thì em mới có tiền được chứ. Mình mới nói là nếu mà em không có 150 triệu đó mà trong tay em hoàn toàn không có tiền mà bắt em phải ra kinh doanh, thì em đang đi làm hành động gì? Bạn nói là em đi kiếm tiền. Thì đúng rồi, có tiền khỉ đâu mà thiếu. Vậy thì em có phát hiện ra vấn đề gì không? Mình qua một cái câu chuyện đó, mình mới phân tích cho các bạn một cái vấn đề ở chỗ này nè. Là nếu chúng ta ra khởi nghiệp mà chúng ta đang có tiền, thì chúng ta đang lên một bảng kế hoạch rất là chi tiết để chúng ta chi tiền. Còn nếu mà chúng ta ra khởi nghiệp chúng ta không có đồng tiền nào, thì chúng ta đang lên một bảng kế hoạch chi tiết để làm sao chúng ta có được tiền về cho doanh nghiệp của mình. Các bạn có nhận ra điều nào không ạ? Cái việc rất là đơn giản của một người ra khởi nghiệp là làm sao chúng ta ra chúng ta có khách hàng nhanh liền. Họ không tư duy theo cái đó, mà họ nghĩ là làm sao phải có cái cửa hàng, và họ nghĩ rằng có cái cửa hàng đó mới bán được hàng. Chuyện gì xảy ra mà khi chúng ta có cái cửa hàng mà chúng ta vẫn không bán được hàng? Chúng ta sẽ mất rất là nhiều tiền. Tại sao chúng ta không tư duy theo cái cách là chúng ta cứ cầm cái bóp da và chúng ta đi gặp người A, chúng ta đi gặp người B, chúng ta gặp người C và chúng ta bán trước, và chúng ta sẽ có tiền về. Cho tới cái một ngày nào đó chúng ta bán liên tục, ngày đó chúng ta bán được một cái, rồi chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta bán được hai cái, rồi chúng ta có một ngày nào chúng ta bán 10 cái, chúng ta bán 50 cái. Và khi chúng ta có khách hàng nhiều rồi, hàng ngày bán nhiều rồi, thì chúng ta mới thưởng cho chúng ta một cái là chúng ta có cái cửa hàng. Cái cửa hàng đó là không phải bỏ tiền túi ra, mà cửa hàng đó là từ cái việc kinh doanh tốt này chúng ta về chúng ta sắm sửa lên cái cửa hàng đó. Các bạn có nắm cái quy trình chỗ nào không ạ? Cái đó là cái câu chuyện mà mình làm việc với bà đó. Thì sau khi nói tới đó thì bạn đó mới giật mình. Đúng rồi, 2 năm trước em đã ra khởi nghiệp một lần, và em cũng làm đúng như cách vừa rồi em kể, là em cũng ra em sắm sửa trước, và chừng cuối cùng em đã mất tiền rồi. Và đúng là bây giờ khi nghe trao đổi với mình thì bắt đầu bạn mới ngộ ra một điều. Bạn kêu là bạn về và bạn tập trung vào bạn kiếm tiền trước đã. Lúc xưa mình đi ra mình khởi nghiệp lần đầu tiên, nước mắm mình cũng ra, mình bắt đầu là mình xách cái chai nước mắm đi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và mình đi bán, hồi đó mình chỉ có tiền mình mua được cái 4 chai nước mắm, và mình đi bán 4 chai nước mắm đó về, rồi mình lại đi lấy tiếp, rồi mình bán tiếp các bạn, mình lấy tiếp cứ vậy á, cứ lấy đi bán, đảo bán các bạn. Một lúc nào đó bắt đầu mình có tiền rất là nhiều. Cái tháng đầu tiên, cách đây hơn 25 tháng đầu tiên, doanh số của mình nó lên gần 24 triệu các bạn ơi. Từ mình chỉ có hồi đó mình lấy cái vốn của mình á các bạn, vốn hồi đó một chai nước mắm mình đi bán nước mắm thì dạng thấp trước là 5.000 một chai nước mắm mình đi bán ra đó, nhưng mà cái vốn mình lấy vô là 3.500, mình lời 1.500 một chai nước mắm. Và mình chỉ lấy cái 4 chai rồi đi bán, rồi về mình lấy nhiều hơn nhiều hơn, cho tới lúc là mình lấy được lúc 20 chai. Rồi sau đó mình mới lấy để nó tiết kiệm hơn và lợi nhuận hơn, thì sau này mình lấy một cái can 20 lít rồi bắt đầu mình chiết xuất ra chai. Lúc đầu là không có tiền, cứ lấy từng chai. Nên là các bạn thấy không ạ, khi chúng ta
ra khởi nghiệp mà chúng ta có quá nhiều tiền là chúng ta lên kế hoạch để chúng ta chi tiền, mà khi chúng ta ra khởi nghiệp mà chúng ta không có tiền thì chúng ta lên kế hoạch để chúng ta kiếm tiền. À, vừa rồi là cái, nếu các bạn cảm nghiệm ra được cái vấn đề này thì cái tư duy các bạn sẽ rất là thông và các bạn sẽ rất là nhanh chóng để ra khởi nghiệp. Và chắc chắn cái chương trình ở ngay phía đằng sau này này, các bạn sẽ vỡ toang ra hết.